Tiếp theo mình sẽ dùng mái tóc màu vàng. Mình sẽ tô màu xanh cho tấm vải này. Hai đầu chi là mình cũng sẽ tô màu xanh. Về mình sẽ tô màu xanh này. Áo bên trong mình sẽ tô màu đỏ. Ván gỗ này mình sẽ tô màu nâu. Mây sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.